Nam mô Sẵn Kha Giá. Dạ, kính bạch đại đức, kính thưa toàn thể đạo tràng. Dạ, sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới, Avatthana xin được nhường lại cho Sít Lâm Sĩ Nhật Huỳnh. Kính mời Sít Nhật Huỳnh. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn Vinh Avatthana. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Và cảm ơn Vinh Avatthana cho nhờ Vinh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tự Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhờ Vinh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhờ Vinh kính chào Vinh Avatthana, mến chào Cảm Vân, mến chào Châu Phan. Kính chào Maharaja, kính chào Buông Bỏ, kính chào Xin Ngồi Nghe. Kính chào IQ Em Đó, kính chào Tranh Đá Rá, kính chào Huyễn Mộng. Mến chào Thi An Lạc, mến chào Sịch Tâm Phương. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Nhật Bình kính chào Đạo Tràng, mến chào Quang Thanh về vào Đạo Tràng. Sa thú rành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tự Đức. Là từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Tăng, truyền trao tăng viên ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Vinh Quá Tha Ná, thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Mến chào Thi Na về vào đạo tràng và sa thú. Cảm ơn Vinh Quá Tha Ná cho bài học. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con nghĩ Đại Đức còn đang ở trước mái. Con xin thay mặt đạo tràng cùng thỉnh Đại Đức Tự Đức tiên phong ôn bài pháp của kinh số 130. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời Vinh Quá Tha Ná, mến mời Cẩm Vân, mà mời cho Quang Thanh, mời Tina, mời Tâm Phương và mời tất cả quý vị trong đạo tràng, vị nào có thể xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên. Và sa thú con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, con xin ông bài kinh pháp cú công số 130. Sappe tassang tidan dassa sappe sang chi vitang tiyang attanang upamang katta naha này janakha ta ye. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ không giết, không bảo giết. Là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Ai ai cũng sợ gươm đau, người người mạng sống mong sao bảo toàn. Bụng ta hiểu bụng thế gian, chớ nên giết hại suối bàn giết nhau. Là phổ thơ của ngài Hòa thượng Giới Đức. Dạ, con xin kệ. Sappe tassang tidandassa sappe sang chi vi tăng ti văn attanang upamang katva naha nay janakha ta ye. Sappe tassang tidandassa sappe sang chi vi tăng ti văn attanang upamang katva naha nay janakha ta ye. Sappe tassang tidandassa sappe sang chi vi tăng ti văn attanang upamang katva naha nay janakha ta ye. Dạ, con xin hát ạ. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Trời Đức. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thường tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ông Pháp Cú số 130. Sappe tassang tidandassa sappe sang chi vi tăng pi văn attanang upamang katva naha nay janakha ta ye. Sappe tassang tidandassa
Sabbe sang chi vi tăng pi danh Atta năng u pa măng cá toa Na há ni giá na gà tá dê Sabbe tá sam tí đàn đáp xá Sabbe sang chi vi tăng pi danh Atta năng u pa măng cá toa Na há ni giá na gà tá dê Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn. Lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ai ai cũng sợ gươm đau, người người mạng sống mong sao bảo toàn. Bụng ta hiểu bụng thế gian, chớ nên giết hại suối bàn, giết nhau bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm dân đã ôn bài xong, mến mời bạn tay của Sít Tina, Sít Quang Thanh. Và kính mời, và mời Sít Tina nhé. Con kính đảnh lễ Văn Môi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 130. Sắp bề ta san ti đàn đan sa sam bề sang chi vi tăng phi nhân an ta năng upa mang khắc tòa na ha này ya na kha ta ye sắp bề ta ta san ti đàn đan sa sam bề sang chi vi tăng phi nhân an ta năng upa mang khắc tòa na ha này ya na kha ta ye mọi người sợ hình phạt mọi người thương sống còn lấy mình làm ví dụ không giết không bạo giết của Hòa Thượng Thích Minh Châu sắp bế ta san ti đan đan sa sắp bế sang chi vi tăng phi yên an ta năng u pa mang kha toa na hai nay ya na kha ta ye sắp bế ta san ti đan đan sa sắp bế sang chi vi tăng phi yên an ta năng u pa mang kha toa na hai nay ya na kha ta ye ai ai cũng sợ gươm đao người người mạng sống mong sao bảo toàn bụng ta hiểu bụng thế gian chớ nên giết hại suối bàn giết nhau của Hòa Thượng Giới Đức và con kính tri ân quý sư quý bà quý cô tu nữ và đạo tràng con kính mời vị kế tiếp Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con kính đảnh lễ Đức và Đại Đức Minh Mẫn. Con kính chào quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú. Cho con xin bài nhỉ. Alo, alo à? Có nghe thấy con nói không ạ? Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bắt bài. Sappe ta san ti đan đát sa sappe sang quy chi quy tăng vi rằng ta u ba mang cả na hàn này ra na kha sắp để ta sàn ti đàn đát sa sắp để sàng chỉ quy tằng bi rằng át ta năng u ba ca na hàn này ra na kha ta dê mọi người sợ hình phạt mọi người thương sống còn lấy mình làm ví dụ không giết, không bảo giết nó của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, con tin cậy ạ.
sappe ta san ti dan dan sa sappe sang chi quỷ tăng bi rằng at ta năng ô bà măng cát pa na han nay ra na kha ta ye sappe ta san ti dan dan sa sappe sang chi quỷ tăng bi yang at ta năng ô bà măng cát ta na han nay ra na kha ta ye. Ai ai cũng sợ gươm đao, người người mạng sống mong sao bảo toàn. Bụng ta hiểu bụng thế gian, chớ nên giết hại xúi bàn giết nhau. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Giới Đức ạ. Con đọc xong, con xin kính mời vị kế tiếp. Con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bắt bài. Sa thu lần thầy, con thành. Nam mô Phật-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào cô tu nữ Tham-ma-cha-ri cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ, con xin được kể kinh Pháp Cú số 130. Sa-bê-ta-san-ti-đan-đa-san Sambe sang vi chi vi tang piyang atanang upamang katwa nahanaya nakata ye sabbe ta santi dandasa sambe sang vi chi vi tang piyang atanang upamang katwa na hanaya na khata ye sabbe ta santi dandasa sabbe sang chivitang piyang attanang upamang khatva na hanaya na khata ye. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết, bản dịch của Ngài Minh Châu. Ai ai cũng sợ gươm đao, người người mạng sống mong sao bảo toàn. Bụng ta hiểu bụng thế gian, chớ nên giết hại, xúi bàn giết nhau. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức Cha Nam Mô Phật Tha Ya. Con vừa kể xong bài kinh Pháp Cú số 30. Bây giờ con gồm còn lại hai xích Nhật Huỳnh và xích Tài Lạc Lê. Hai xích Nhật Huỳnh giơ tay. Kính mời xích Nhật Huỳnh. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Minh Quát Thà Na. Nam Mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn, Thượng Đạo Minh Hạnh Đại Đức Minh Mẫn, cùng Chư Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Huỳnh kính lễ quý bà, quý cơ tu nữ. Nhật Huỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ, kính chào anh chị Phan Quang Liêm. Dạ. Cảm ơn Minh Quát Thà Na, cảm ơn Châu Phan và Quang Thanh cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Dạ, hôm nay cô tu nữ Tham Ma Cha Ri có thể cầm mic không cô? Nếu cô có thể cầm mic được, cho Nhật Huỳnh một tín hiệu, Nhật Huỳnh xin nhường mic cho cô. Tâm Phương ơi, có cầm mic được không? Hay là treo áo để đây thôi? Dạ, trong khi chờ đợi tín hiệu của cô tu nữ Tham Ma Cha Ri cũng như mà Thích Tâm Phương, dạ con xin được ôn bài trước. Dạ, cảm ơn Minh Quá Tha Ná cho bài. Sabbe ta san ti dan da sa sabbe sang chi vi tang bi yang at ta nang u ba mang kat ta na ha nay yana kha ta ye sabbe ta san ti dan da sa sabbe sang chi vi tang bi yang at ta nang u ba mang kat ta na ha nay yana kha ta ye sabbe ta santi danda sa sabbe sang chi vi tang vi yang atta nang upamang katta nahanaya nakhakate
Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn. Lấy mình làm ví dụ, không giết, không bạo giết. Dạ đây là bản chuyên ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ cô ơi, cô có cầm mic được không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Sạp bể ta san thì đàn đa xa, sạp bể sang chi vì trăng bi dân. À ta năng ưu bà măng ca ta nà ha nây ya nà kha ta dê. Sạp bể ta san thì đàn đa xa, sạp bể sang chi vì trăng bi dân. A ta năng ưu bà măng ca ta na ha nay ya na kha ta về. Ai ai cũng sợ gươm đau, người người mạng sống mong sao bảo toàn. Bụng ta hiểu bụng thế gian, chớ nên giết hại suối bàn giết nhau. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Ồ, hai cái này chưa biết dùng mic hả cô? Cô đang dùng điện thoại phải không cô? Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh đã thấy được bàn tay Tâm Phương. Dạ, Nam Mô Bích Hai giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Mời Tâm Phương nha. Dạ, kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Nam Mô Bích Hai giá, Nam Mô Thâm Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Huệ Đức. Dạ con kính đảnh lễ chư đại quý cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Dạ con xin, dạ con kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh. Dạ con xin đọc và kệ Cao Phúc Cú số 130. Dạ. Sắp bê ta san ti đàn đắc xá sắc bê san chi quý tăng vi dân át ta năng áp ba măng cắt tòa na ha này ya na ga ta di ta ye. Sắp bê ta san ti đàn đắc xá Sambe sanchi ti tang biyang Atta nang up ta mang kat toa Naha neya naga ta ye. Dạ sáng nay mới dạy lặng của từ lặng. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn. Lấy mình làm ví dụ, không giết, không bạo giết. Và đó là văn dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ai ai cũng sợ gươm đau, người người mạng sống mong sao bảo toàn. Bụng ta hiểu bụng thế gian, chớ nên giết hại suối bàn giết nhau. Và đó là phổ thơ của Ngài Giới Đức. Và con đã đọc xong câu Pháp Cú số 130. Và kính mời Huynh Quá Thanh Á. Kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh và Huynh Quá Thanh Á đã bốt bài. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Thích Tâm Phương. Nam Mô Bích Hai giá, dạ Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên về giao đạo tràng. Cô ơi, cô có ôn bài không cô tu nữ Tệ Duyên? Nếu cô có ôn bài, cô cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, kính mời cô. Nam mô Phật Thầy Nhã, Nam mô Tham Ma Nhã, Nam mô Sa Kha Nhã. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Và bây giờ tự nhiên xin kể kinh Pháp Cú số 130. Sắc bê ta san, sắc bê ta san chi tăng đa sa, sắc bê san chi tăng bi dân. Ta năng úp bạc măng tắc tòa Ná hát mây dạ nắp gà ta dê. Sạc bê ta
santi dan dasa sabbe santi tang tang antanang bamang katuan na naya na yata ye sabbe ta santi dan dasa sabbe santi tang yang antanang bamang katwa nahanaya na yata ye. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình ví dụ, không giết, không bảo giết. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ai ai cũng sợ run đau, người người mong sao bảo toàn, bụng ta hiểu bụng thế gian, cho nên giết hại, suối bàn giết nhau. Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, chị Duyên đã kể xong. Hôm nay chị Duyên vào kể thì ở Tăng Bảo, chị Tăng tụng kinh hơi trễ, cho nên là chị Duyên họ ôm. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Nhật Quỳnh. Dạ, kính mời Nhật Quỳnh ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Nam mô Bích Thai giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, cảm ơn Minh Quát Tha Ná cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tự Đức đã từ bi hoan hỷ tuyên phân ôn bài Pháp Quốc Kinh số 130. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, Xích Tâm Hương, Quỳnh Quát Thanh Ná, Xích Quang Thanh, Thi Na, Cẩm Vân đã hoàn hỷ lên ôn bài câu Phúc Quốc Kinh số 130. Và bây giờ thì đạo tràng chúng ta cũng đã đến giờ học bài mới câu Pháp Quốc Kinh số 131. Và cảm ơn Quỳnh Quát Thanh Ná cho bài học. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thịnh Pháp Sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức đẹp minh mẫn giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Sa Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi gẫm quãng, Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ dạp vẹn toàn, một lòng trắng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu Pháp Kinh số 131. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sa thú lành thai, con kính nhân Bích Tánh Sư.
Dạ, sa thú lành thay, kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Dạ, kính tri ân quý vị đã cho biết là có nghe âm thanh, mà nghe hơi nhỏ. Dạ. Nghe hơi nhỏ thì chúng tôi sẽ chỉnh nó to lên. Dạ rồi, dạ chắc là ok rồi. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia, con thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học Pháp Cú với câu kệ số 131. Mở đầu cho bài học hôm nay là phần chiết nghĩa từ vận và việc dịch văn xuôi. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vận. Câu kệ Pháp Cú số 131 có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất: Sukha kama ni phu ta ni, Sukha kama ni phu ta ni. Đoạn thứ hai: Yodande na vihim sati, Yodande na vihim sati. Đoạn thứ ba: Attano sukha mesano, Attano sukha mesano. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng: Pechaso nalaphate sukhan, Pechaso nalaphate sukhan. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn thứ nhất của câu kệ chúng ta thấy gồm có 2 từ. Từ đầu tiên sukha kama ni, đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Sukha kama, sukha kama mà chia theo chủ cách ngôi, chia theo chủ cách số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là ani. Sukha kama đó là tính từ bổ nghĩa cho cái từ phu tác ở đằng sau, thành ra chúng ta sẽ thấy là 2 từ này chia đồng cách, đồng số. Đồng cách là chủ cách, đồng số là số nhiều. Sukha kama là sukha cộng với là kama. Sukha theo nghĩa thường mình dịch đó là sự an lạc hay là hạnh phúc. Rồi thôi, chúng ta lấy 2 nghĩa này cũng được. Lát giải thích giảng nghĩa chúng tôi sẽ giảng rộng cái từ này ra. Sukha là an lạc hay hạnh phúc, kama là sự mong cầu, ước muốn. Kama tiếng Hán, dịch tiếng Hán đó là dục, mà dịch tiếng Việt đó là sự mong cầu, sự ước muốn. Vậy thì cái hợp từ sukha kama là mong cầu hạnh phúc hay là mong cầu sự an lạc. Rồi từ thứ hai, phu ta ni là phu tá mà chia theo chủ cách số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là a ni. Phu tá dịch là hữu tình, thành ra phu ta ni mình dịch là chúng hữu tình số nhiều, mà chữ chúng là số, là chỉ cho số nhiều. Hữu tình hay mình dịch là chúng sinh cũng được. Rồi tới đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có 3 từ. Từ đầu tiên vô, đây là một quan hệ đại danh từ. Và chữ vô ở đây là quan hệ đại danh từ, này là danh từ, là danh, là đại danh từ mà là chủ từ. Vô là chia theo chủ cách ngôi thứ, chủ cách số ít,
là người nào hay là ai. Từ thứ hai đan đê ná là đan đá, mà chia theo cách thứ ba sử dụng cách đan đá. Theo thông thường, theo từ điển thì dịch là hình phạt hay là đau trượt. Nhưng mà cái từ này đó thì nghĩa nhiều lắm, xin thưa quý vị, thì cũng lát nữa giảng chúng tôi sẽ giảng rộng ra. Thành ra ở đây đó mình cũng lấy cái nghĩa theo từ điển, rồi theo cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, hình phạt đau trượt. Từ thứ ba quý hiêm sát tí, đây là động từ. Động từ ngôi thứ ba số ít chia theo chủ cách vô. Quý hiêm sát tí có nghĩa là làm hại hay là não hại hay là tổn thương. Đến đoạn thứ ba, đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên attano, giờ là atta chia theo cách thứ sáu. Atta mình dịch theo tiếng Việt đó là atta, đó là mình, thì cách thứ sáu là chính mình hay là của mình. Rồi từ thứ hai sukhamesano. Sukhamesano đây là một cái hợp từ sukhamesana mà chia theo chủ cách, thành ra nó có cái hình thức là ô. Sukhamesana là một hợp từ, chúng ta tách ra sukhang cộng với là isana. Sukhang chúng ta đã lấy nghĩa trên rồi, sukhang là sukha. Sukha chia theo đối cách, thành ra nó có cái hình thức là sukha. Còn esana đây là một cái hiện tại phân từ, có nghĩa là tìm kiếm hay là tầm cầu. Tìm kiếm hay tầm cầu. Hiện tại phân từ đó thì mình có thể dịch đó là trong khi hay là đang khi. Trong khi tìm kiếm hay trong đang khi tìm kiếm tầm cầu, xuất khăn là an lạc hay hạnh phúc. Đến đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có năm từ. Từ đầu tiên pecha. Pecha đây là trạng từ. Pecha này có hai nghĩa, một là sau đó, hai là đời sau. Từ tiếp theo su. Su đây là một cái nhân xưng đại danh từ, ngôi thứ ba số ít. Su là chữ xô này, tức là chữ nhân xưng đại danh từ tá đó, thưa quý vị, mà chia theo chủ cách ngôi thứ chủ cách út, thành ra nó có hình thức là xô. Xô mình dịch ra là người ấy, vị ấy hay là nó. Từ tiếp theo ná, đây là một bất biến từ phủ định, có nghĩa là không. Lafate là lafati, động từ lafati. Mà chia theo tự động từ. Tự động từ hay là tha động từ. Tha động từ thì cần phải có túc từ, còn tự động từ là không có túc từ. Thì ở trong Pali, tự động từ và tha động từ đó, cái cách chia nó khác nhau. Thành ra lapati ở đây đó chia thành lapate là chia theo tự động từ, ngôi thứ ba số ít, tức là chia theo cái chủ cách số. Lafati đó là có được, đạt được. Rồi từ cuối cùng xuất khăn. Từ này quen rồi, chúng ta đã lấy nghĩa nãy giờ rồi. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau qua dịch văn xuôi nè.
Chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi. Cái đoạn đầu tiên đó chúng ta thấy là Sukkakamani Putani. À, cả hai từ này đều chia theo chủ cách số nhiều. À, nhưng mà xin thưa quý vị đó, ở trong văn kệ đó không có giống như là ở trong văn xuôi. À, văn xuôi đó thì có thể người ta sẽ chia đúng theo cách, nhưng mà ở trong văn kệ đó thì đôi khi vì do âm cho nên đó là nhiều khi người ta chia theo chủ cách nè, hoặc là người ta chia theo đối cách. À, nhưng mà nó lại mang một cái ý nghĩa cách khác. À, thì trong trường hợp này, cái đoạn thứ nhất này, nguyên cả một cái cụm từ này. À, cụm từ này đóng cái vai trò chức năng như là một cái trạng từ của câu vậy. À, thành ra chúng ta sẽ dịch cái cụm trạng từ này trước. Sukkakamani Putani là hữu tình hay là chúng sanh cầu an lạc. Như Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài cũng dịch vậy. À, chúng sanh cầu an lạc. Đó, cái cụm trạng từ cái mình phải cái. Vô, người nào. Đan đề ná quy hình sá tí. Tức là dùng gậy gọc hay là dùng đao trường hãm hại. À, thì hãm hại đây đó mình hiểu ra là hãm hại phải có đối tượng. Là hãm hại chúng sinh hay là hãm hại người khác. Atano Sukhame Sanu. À, thì cái cụm này mình dịch như là một cái infinity. Để tìm cầu hay là tầm cầu hay là tìm kiếm cái sự hạnh phúc cho chính mình. Pecha sau đó hay là đời sau. So người ấy na không. Lafate đạt được su khăn, sự an lạc hay là hạnh phúc. Đó, văn Bali dịch vậy đó xin quý vị. À, rồi ai giỏi văn chương thì quý vị có thể gọt vũ lại cho nó nghe hay hay, nghe êm tai chẳng hạn. À, đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 131. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô, tu nữ cùng chư Phật tử hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ, tức là học duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. À, đọc lại ha. Rồi chúng tôi dịch lại nè. Sukkakamani Putani là chúng sinh mong cầu sự hạnh phúc. Cái phải cái vô đàn đề na quy hình sati attano sukhame sano, người nào dùng đao trượng hãm hại người khác để tìm cái sự hạnh phúc cho chính mình. Pecha so nalapate sukhang, đời sau người đó không đạt được, hay là sau đó người đó không đạt được sự hạnh phúc. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau lễ bái Tam Bảo. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavantaṃ abhivādemi. Svakkhato phakkhavatā dhammo dhammaṃ namassāmi. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại râm Pháp Quốc Kinh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 131. Câu kệ này cùng với câu kệ Pháp Cú số 132, hai câu kệ này có cùng một duyên sự. Và hai câu kệ này đó đề cập đến hai loại nghiệp. Câu kệ đầu là đề cập đến Akusala Kamma là nghiệp bất thiện. Câu kệ sau đó, câu kệ 132 là đề cập đến Kusala Kamma là nghiệp thiện. Hôm nay chúng ta học câu kệ đầu. Hai câu kệ này có cùng một duyên sự được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chetavana, đề cập đến một nhóm trẻ, các cái đứa bé. Một lần nọ, khi mà đang đi vào thành Sawatthi để trì bình khất thực, thì trên đường đi đó, Đức Thế Tôn Ngài gặp rất là nhiều đứa trẻ. Chúng nó đang cầm gậy, cầm các cái cây để mà đập một cái con rắn hổ. Thấy vậy Đức Thế Tôn hỏi: này các cậu bé, các cậu đang làm gì vậy? Lũ trẻ trả lời là: bạch Ngài, chúng con đang đập con rắn. Nghe chúng nó trả lời vậy, Đức Thế Tôn mới hỏi tiếp là: tại sao các con đập con rắn này? Thì lũ trẻ mới trả lời đó là: bạch Ngài, vì con sợ con rắn này nó, chúng con sợ con rắn này nó cắn chúng con. Nghe vậy Đức Thế Tôn Ngài mới hỏi tiếp. Nghe vậy cái Đức Thế Tôn Ngài mới dạy rằng, Ngài nói: này các con, các con tự nghĩ xem, ta sẽ làm cho mình được bình an, an ổn, tức là không có bị cái con rắn nó cắn nữa. Ta sẽ làm cho mình được bình an, an ổn, hay là ta sẽ làm cho mình được an vui, được vui vẻ đó. Thì khi mà mình nghĩ vậy đó, vậy thì tại làm sao các con lại đập cái con rắn này? Làm như vậy đó thì khi chuyển kiếp từ đây nè, sanh về cảnh giới nào đó, thì các con cũng sẽ không vui, không có được an ổn, không có được bình an. Thật vậy, người nào muốn tưởng được cái sự an vui, an ổn, hạnh phúc thì không nên đánh đập kẻ khác, không nên làm cho chúng sinh khác bất an. Nói vậy xong, Đức Thế Tôn Ngài thuyết một loạt hai câu kệ. Hôm nay chúng ta học câu kệ đầu. Đức Thế Tôn Ngài thuyết: Sukhaka mani phù tà ni yô đàn đề nà quý hìm sát tí Atta nô sukha mê sà nô vế chạ sô nà lá phạt tê sukha. Câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Còn Ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: ai ai hạnh phúc cũng cần, tại sao đau trượng hại nhau làm gì? Tìm an mà lại ác tri, những người như vậy mong chi gặp lành. Rồi có cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa. Thì đây là ba bản dịch, ba phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali. Ba cái bản dịch này nè, rồi cộng thêm duyên sự. Duyên sự là những cái gợi mở, những cái gợi ý để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong câu kệ Pali. Chúng ta học Pháp Cú bằng ngôn ngữ Pali thì thành thử ra đó, làm sao chúng ta cố gắng hiểu cho được ý nghĩa ẩn chứa ở trong ngôn từ Pali. Chứ còn xin thưa quý vị đó, chúng ta mà hiểu Dhammapada qua văn Việt đó, qua các cái bản dịch đó, thì xin thưa quý vị đôi khi chúng ta sẽ hiểu Dhammapada đó qua các tác giả dịch, chứ chúng ta cũng không có hiểu được
lời dạy đích thực của chư Phật đâu. Do vậy đó mà mình cần phải tham khảo nhiều bản dịch nè, rồi đọc chú giải nè, thì từ cái chú giải đó đó sẽ có những cái gợi ý gợi mở để mình hiểu ý nghĩa ở trong cái câu kệ Pali đọc. Vậy thì chúng tôi đã trình bày cho quý vị duyên sự nè, rồi cũng đã đọc hết cho quý vị ba bản dịch tiếng Việt đó. Thì qua đây, qua đó đó, chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong câu kệ Pali này là mình phải hiểu rõ lời dạy của Đức Phật. Thì từ cái chỗ đó, đó đụng chuyển mình mới ứng dụng được. Thì khi mà mình có ứng dụng vậy đó, tức là mình có áp dụng pháp, áp dụng lời dạy của Đức Phật. Và khi mà mình có ứng dụng hay là áp dụng pháp, áp dụng lời dạy của Đức Phật ở trong đời sống của mình đó, qua thân hành, khẩu hành, ý hành, và cho đến khi nào đó mà cứ mỗi thân hành, khẩu hành, ý hành của mình được thực hiện đều dựa trên pháp đó, thì thử hỏi quý vị lúc đó mình là ai? Mình còn là phàm phu nữa không? Xin thưa không. Ta là mất đi cái chủng tử phàm phu rồi đó. Bởi sao? Mình mà thực hiện thân hành, khẩu hành, ý hành dựa theo pháp nè, thì lúc đó đó mất cái ngã rồi, mất cái tôi rồi. Đó, lúc đó mình sẽ nói theo pháp nè, suy nghĩ theo pháp nè, hành theo pháp nè. Vậy thì là đúng chuyện làm mà còn không thôi. Nghe nghe còn điều không đáng nghe thôi, điều đáng nói còn điều không đáng nói thôi, ngồi im lặng. Hoặc là chú tâm vào một cái đề mục nào đó. Đó, như vậy có nghĩa đó là mình có ứng dụng pháp. Cho đến cái lúc đó, cho đến như vậy đó, thì xin thưa quý vị đó, mình học pháp đó mới thực sự có lợi lạc đó. Đó, và cho đến như vậy đó thì mình mới hết khổ. Dạ, mình mới hết khổ đó chứ khi nào đó ha, mà vẫn còn cái ta nè, tôi hiểu vậy đó, tôi nghĩ vậy đó, cho nên tôi làm vậy đó, thì xin thưa quý vị, vì còn nè, tôi hiểu vậy nè, tôi nghĩ vậy, tôi làm vậy, thì lúc đó là mình dựa vào cái tôi của mình dựa vào cái não bộ bé tí tẹo của mình nè, não bộ của mình á, nói theo cái môn mà gọi là lịch sử văn minh thế giới đó, thì cái não bộ của con người đó nó bé tí tẹo giống như hạt cát ở trong sa mạc thôi, xin thú vị. Mà cái tri kiến của loài người đó thì nó mênh mông, nó rộng giống như sa mạc vậy đó. Đó mà mình lấy cái tri kiến có bé tí tẹo vậy để mình hiểu cái rộng vậy đó thì là khách quan hay là không, đúng đắn hay là không, làm sao khách quan được, làm sao đúng đắn được. Do đó đó, mình mà có ứng dụng pháp trong đời sống á, thì từ từ cái tôi của mình nó sẽ giảm đi. Mọi việc làm, mọi lời nói, mọi suy nghĩ của mình đều được dựa trên pháp thôi. Thì cái tôi giảm, cái tôi dần dần mất đi đó, thì mình diệt trừ cái tôi, tức là mình hết khổ rồi. Đó, thì ước mong pháp sẽ gợi mở, sẽ hướng mình đến cái chỗ không còn cái tôi nữa. Cái câu kệ này là câu kệ đầu ở trong hai câu kệ. Lúc nãy ở trong phần trình bày duyên sự đó, chúng tôi nói hai câu kệ này Đức Thế Tôn ngài trình bày về hai loại nghiệp. Câu kệ 131 đó là trình bày về nghiệp bất thiện. Câu kệ 2 là câu kệ 132 trình bày về nghiệp thiện. Chúng tôi khẳng định vậy, bà con tin không? Tin thì phải có cái cớ để mà mình tin. Tin là mình phải giải thích được. Tại sao câu kệ đầu được gọi là
nghiệp bất thiện. Và câu kệ thứ hai thì được gọi là nghiệp thiện. Câu kệ đầu đó, mình dựa vô cái chữ vậy nè, thì mình có thể khẳng định được đây là câu kệ trình bày về nghiệp bất thiện. Vô đàn đề na quy hìm sa tí áp tà nô xúc khả mê xá nô. Ai dùng đao trượng hay là hình phạt để hãm hại người khác, ai dùng gậy gọc đao trượng hãm hại người khác để tìm cái bình an cho mình, hạnh phúc cho mình, an lạc cho mình, đó thì dùng gậy gọc đao trượng hãm hại người khác thì đây là nghiệp bất thiện. Nhưng quý vị có thể nói với chúng tôi rằng người ta dùng gậy gọc đao trượng thôi chứ người ta đâu có dùng lời nói, người ta đâu có dùng ý nghĩ đâu, tại sao sư lại nói đây là nghiệp bất thiện? Thì xin thưa quý vị, nó cũng có cái cớ, nó cũng có cái chỗ để chúng nói rằng đây là nghiệp bất thiện. Thì cái cớ, cái chỗ là ở đâu? Xin thưa với quý vị, ở trong kinh Trung Bộ, bài kinh Upali. Ông Bali là một trưởng giả theo đạo Nigantha, là đạo lõa thể đó. Thì một lần nọ ông ta đến luận bàn với Đức Thế Tôn. Đó thì Đức Thế Tôn hỏi ông Ubali đó. Thì đạo Nigantha đó chủ trương là thân nghiệp hay là khẩu nghiệp hay là ý nghiệp tác thành trọng tội. Tác thành trọng tội. Thì thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp ở trong cái bài kinh đó đó chính là thân phạt, khẩu phạt, ý phạt. Đàn đá ca giá, đàn đá hoa ca và đàn đá ma nắc. Thân phạt là đàn đá ca giá, khẩu phạt là đàn đá hoa cha, rồi ý phạt đó là đàn đá ma nô hay ma nắc. Thì ông Ubali đó, ông mới trả lời đó là Nigantha chủ trương đó thân phạt, thân phạt hay là thân nghiệp đó thành trọng tội, khẩu nghiệp hay là khẩu phạt đó, ý nghiệp hay là ý phạt đó không có tác thành trọng tội bằng. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới hỏi, ngài nói vậy chứ một người vô tình đi xuống một cái dòng sông chẳng hạn, xuống cái dòng sông đó đi qua nước đó, mình đâu có thấy có chúng sinh ở dưới đâu, cái lỡ mình dẫm chết đó, vậy thì mình có mang tội nặng không? Cái ông Bali ông trả lời nói tại bà Đức Thế Tôn, tại vì mình vô tình mà, thì thành ra mình đâu có tội nặng được đó. Rồi ngài lại hỏi tiếp, ngài nói vậy chứ nếu mà bây giờ mình cố ý thì sao? Cái ông trả lời cố ý thì là tội phải nặng chứ. Đó thì từ cái chỗ đó cái Đức Thế Tôn ngài mới nói vậy thì theo ông đó là ý nghiệp tác thành trọng tội, tội nặng hơn đó, hay là thân nghiệp tác thành tội nặng hơn? Cộng biết vậy nhưng mà con chính chưa tính đâu. Đó, cái Đức Thế Tôn ngài mới hỏi nữa, ngài nói nếu mà một đạo sĩ khởi lên một cái sân tâm đó, thì đạo sĩ đó có thể làm cho nguyên cả cái thành ra cha cá này biến mất trong tích tắc được không? Thì xin thưa quý vị, cái thời đó đó là người ta biết và người ta tin có thần thông, có thần thông đó. Do đó ông Bali này ông trả lời đó là dạ bất thức tiếp tục có thể chứ đó. Rồi cái ngài lại hỏi nữa, với một người lực sĩ cầm một cái thanh đao bén ở trên tay thì người đó có sức chém hết tất cả người ở trong cái thành phố này không? Cái ông trả lời, ông nói bệnh người, một người làm sao làm được, dù cho ngàn người đi nữa thì cũng chưa chắc đã làm được đâu. Cái Đức Thế Tôn ngài mới nói ơi, vậy thì từ cái chỗ này ông xác định ý nghiệp tác thành tội nặng hơn hay là thân nghiệp tác thành tội nặng hơn?
thân Phật, khẩu Phật, ý Phật ở trong bài kinh đó, đó Đức Thế Tôn Ngài ám chỉ cho thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp bất thiện. Đó, thành ra cái chữ đanh đá này nè, mình hiểu đó, rộng nó ra thì cái chữ đanh đá này đó chính là nghiệp bất thiện. Đó, chính là nghiệp bất thiện. Đó, thành ra chúng tôi mới nói đó là câu kệ này trình bày đề cập đến nghiệp bất thiện. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau đi tìm hiểu ý nghĩa của nguyên cả cái bài kệ này. Bài kệ này đó là nói về nghiệp bất thiện. Ở trong đời sống này đó thì thử hỏi bà con ha, khi mà chúng ta còn tồn tại nè, còn tồn tại tức là còn sống ở trong cái cuộc đời này đó, thì có khi mình bất an chứ, có khi mình đau khổ, có khi mình cũng hoảng sợ vậy. Giống như các cái đứa trẻ này nè, nó thấy cái con rắn hổ thì nó sợ. Rồi mình thấy một tên hung bạo tướng cướp rồi đó, mình có sợ không xin tôi? Có chứ. Hoặc là mình xóm mình á có mấy tên chuyên cờ bạc nè, xì ke ma túy nè, mình có sợ không? Sợ. Dạ sợ chứ làm sao không được. Thì trong đời sống này đó, khi mình còn tồn tại thì tất yếu sẽ có những cái nỗi lo sợ, sẽ có những cái sự bất an, sẽ có những cái sự đau khổ. Vậy thì làm sao đó để mình được an toàn, để mình được an ổn, để mình không có lo sợ, không có lo lắng, để mình được vui vẻ, để mình được an lạc không? Đó thì trong câu kệ này Đức Thế Tôn dạy đã. Rồi nữa nè. Khi còn tồn tại, còn sống ở trong cái cuộc đời này đó, thì nếu mà con người của mình đấy xin thú vị, và kể cả mấy cái con chó, con mèo sư để ý đó, sư thấy nó cũng vậy đó. Nó cũng muốn là gì? Được vui. Mấy con chó mèo đó nó cũng muốn được vui, nó cũng muốn được an toàn. Ví dụ như là gì đó, mấy con chó mèo đó mà có con khác nó tới tấn công, cái là bắt đầu nó đi tìm cái chỗ núp. Tức là nó cũng muốn được an ổn, nó muốn được an toàn, nó muốn được vui vẻ, là nó cũng muốn chủ của nó cho nó ăn rồi vuốt ve nó đó, thì nó cũng cũng tìm cái sự an lạc, sự vui vẻ, sự hạnh phúc, sự an ổn. Con người mình cũng vậy. Đó, cứ còn tồn tại, còn sinh sống thì ai cũng mong muốn vậy hết. Mong muốn đó là mình được vui nè, mong muốn mình được hạnh phúc, mong muốn mình được an lạc, mong muốn mình được an ổn. Đó thì cái mong muốn là một lẽ, nhưng mà có đạt được cái đó hay không đó lại là lẽ khác. Và để đạt được cái đó thì có nhiều phương pháp để đạt được. Đó, trong câu kệ này nè, nương theo cái duyên sự là mấy cái đứa bé nó dùng cái cây đó nó đập cái con rắn, vì nó sợ cái con rắn đó cắn nó. Nó tìm cái sự an ổn cho chính bản thân bằng cách là gì? Quỷ đi cái đối tượng đem đến sự sợ hãi cho nó. Thành ra Đức Thế Tôn mới dạy đó là ai mà dùng nghiệp bất thiện hãm hại cho người khác để mong cầu, tìm cầu cái sự bình an cho bản thân của mình, thì sau đó hay là đời sau đó, người đó không có đạt được hay không có được cái sự bình an đâu. Có đúng vậy không xin thưa quý vị? Bây giờ chúng tôi mới xin chứng minh ha. Giàu có là một cái hạnh phúc, tức là có nhiều của cải tài sản đó, là một hạnh phúc, một sự an lạc, một cái bình an. Nhưng mà
để giàu có được đó, thì nó có hai phương pháp. Một là phương pháp đúng đắn, và hai là phương pháp tạo bại. À, thì ở đây câu kệ này đang nói về nghiệp bất thiện, thành ra chúng tôi trình bày ở cái khía cạnh đó là tạo bại thôi. À, thấy người ta có nhiều của cải nè, có nhà cao cửa lớn, xe cộ nè, tiền bạc xài thoải mái, thấy hạnh phúc quá, an lạc quá, cho nên mình cũng ước muốn mong muốn vậy. Nhưng bây giờ mình chưa có, chưa có tiền bạc, chưa có của cải. À, vậy làm sao để có của cải, có tiền bạc? Cái bắt đầu là gì? Mới đi ăn trộm cướp nữa, mới đi lường gạt người ta nữa, mới đi bài bạc nữa, để làm cho có của cải tài sản đó. Từ đó đó mà có được cái đời sống là. Vậy thì thử hỏi bà con, chứ với cái phương pháp đó đó, thì người có được của cải tài sản không? Có thể có. Dạ có thể có. Nhưng mà khi có của cải tài sản đó, thì người đó có thực sự đó an lạc không? Có thực sự đó là bình an không? Đó. Có bắt là gì? Lo lắng sợ hãi. Có, nếu mà có bằng cách ăn cắp, ăn trộm lừa gạt của người ta nữa, thì bắt đầu là gì? Lo sợ sợ hãi, pháp luật sợ gái. Pháp luật sợ gái, lo sợ sợ hãi đó, các cái thành phần bất hảo giống mình vậy đó, nó dòm ngó. Vậy thì làm sao đó mà có được cái an lạc hạnh phúc? Dùng phương pháp hãm hại người khác để đoạt cái người khác có, phục vụ thỏa mãn cái tôi của mình đó, thì không bao giờ có được cái sự an ổn bình an. Thành ra là dùng nghiệp thiện, xin lỗi, dùng nghiệp bất thiện mà bằng cái sự hãm hại này nè, thì tức có nghĩa là gì? Là sân tâm thể hiện qua ý nghiệp, qua khẩu nghiệp, qua thân nghiệp đó, để làm thỏa mãn cái tôi của mình. Vậy thì sân tâm thể hiện qua ý nghiệp đó, qua thân nghiệp, qua khẩu nghiệp đó. Thì qua ý nghiệp đó là có bao nhiêu việc, xin thưa quý vị? Trong 10 việc ác đó, thì sân tâm thể hiện qua ý nghiệp đó là sân ác. Yeah, sân ác. Từ cái chỗ sân ác đó, đó là nó nằm ở trong tâm, trong ý đó, thì bắt đầu nó mới dẫn ra, nó mới thể hiện ra, nó mới hiện bày ra bằng khẩu, bằng thân. Đó thì khẩu mà do tâm sân nó sai sử đó, thì khẩu nghiệp đó có mấy? Sân tâm tạo ra khẩu biểu tri hành động. Thì khẩu biểu tri mà đồng sanh với tâm sân á, thì sẽ thực hiện cả bốn loại khẩu nghiệp. Đó là nói láo bằng tâm sân, nói lời độc hại bằng tâm sân, nói lời chia rẽ bằng tâm sân, nói phù phiếm nhảm nhí giết thời gian bằng tâm sân. Tâm sân đồng sanh với khẩu biểu tri, tác thành bốn loại khẩu nghiệp này. Rồi sân tâm mà đồng sanh với biểu tri, cái này hơi chuyên môn tí đó, xin quý vị. Đồng sanh với thân biểu tri, tức là thân hành động đó. Thân biểu tri là một loại sắc tâm, khẩu biểu tri cũng là một loại sắc tâm. Sắc tâm sẽ đồng sanh với tâm. Thì tâm sân đồng sanh với thân biểu tri, tác thành bao nhiêu việc, tức là làm được bao nhiêu việc? Xin thưa, sân tâm đồng sanh với thân biểu tri làm được 2 việc.
hay việc ác là sát sanh, trộm cắp. Thân ác có ba, mà thân ác này được thể hiện bằng tâm sân đó, thì chỉ có hai thôi, là sát sanh và trộm cắp, tức là giết hại người ta đó. Vậy thì cái ác nghiệp ở đây đó thể hiện qua ba loại là ý nghiệp ác nè, thân nghiệp ác nè, khẩu nghiệp ác nè. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, để thể hiện ra bằng thân nghiệp ác, khẩu nghiệp ác thì trước hết đó, đó là nó phải len lỏi ở trong tâm từ từ cái đã. À, từ từ cái đã rồi bắt đầu mới tới dần dần đó là ác lên. À, ví dụ như là thân ác đi. Thì chúng ta nhớ, chúng ta hiểu tướng cướp vô não. Tướng cướp vô não đó là nghe ông thầy ông nói. Ông có một cái bí kíp. Nhưng mà để học được cái bí kíp của ông đó thì phải có một cái điều kiện. Đó là phải đi giết người. Rồi cắt cái lóng tay của người đó, lấy cái xương lóng tay của con người đó, 1000 cái khúc xương vậy đó, thì ông sẽ chỉ cho cái bí kíp đó. Thì để thỏa mãn cái tôi của mình đó, tức là gì, được học bí kíp đó, để thành ra đó là ông vô não đó đó, ông mới thì mới đầu giết đó, thì xin thưa quý vị xuống tay cũng rung rung. Nhưng mà làm riết nó bắt đầu là gì, cái ác tâm đó dần dần nó tăng lên, cái ác tâm nó tăng lên đến độ cuối cùng nó gặp mẹ đó mà cũng giết luôn. Đó là do cái ý ác đó đó, nó được nuôi dưỡng dần dần mạnh lên, cái mới thể hiện ra được cái thân ác. Thì thử hỏi bà con, chứ ông làm vậy đó rồi có thỏa mãn được cái tôi của ông không? Tức là ông có đạt được cái việc là gì, học được bí kíp đó không? Chúng ta thấy đâu có đâu. Ông làm riết rồi cái bắt đầu là gì, ông ác rồi đến độ mà cái gì dẫn đến đó là khùng, là điên luôn, đó là mất lý trí luôn. Nhưng mà may mắn cái túc duyên của ông quá mạnh khiến cho ông gặp được Đức Phật. Từ đó đó mong phóng hạ đầu đau. Thì đó là cái khúc sau. Ở đây chúng tôi đang nói về nghiệp bất thiện thôi. Không có đạt được cái an lạc. Khi mà mình dùng nghiệp bất thiện hãm hại người khác, đó là thân nghiệp bất thiện. Rồi giờ tới khẩu nghiệp bất thiện. Thì khẩu nghiệp bất thiện đó là có rất là nhiều, xin thưa quý vị. Chúng tôi sẽ được kể chú quý vị nghe một câu chuyện để chứng minh. Là cái cô Chiêu Thiên nữ ở ngay một cái ngạch cửa của ông cấp cô độc. Thì ở ngay cái ngạch cửa người ta đó, mình hiểu đây là một cái vị Chiêu Thiên ít phước, thành ra đi ăn nhờ ở đậu. Chứ còn mà Chiêu Thiên nhiều phước là họ có cung điện riêng. Giống như giờ ở đời nè, mình ai mà giàu có thì mình có nhà cửa riêng, ai mà nghèo nghèo tí thì bắt đầu là mình mới ở nhà trọ, đi ở thuê. Thì cái cô này cũng vậy. Nhưng mà không có, có thể nói đó là không có may mắn cho cổ là cổ ở ngay cái ngạch cửa nhà của ông cấp cô độc. Nhà của ông cấp cô độc đó là một cái người thuần thành trong Phật giáo hộ độ Tam Bảo, cho nên đó là chư Phật, chư thánh hiền tăng đó thường lui tới. Cổ là người đức độ mà gặp các ngài đức độ cao quá vậy, thành ra đó là gì, khi mà các ngài đi vô cửa là buộc lòng cổ phải xuống, chứ còn cổ đâu có thể đứng ở trên đó được. Cổ với con cái của cổ nó đứng ở trên đó thì nó nóng nảy, chịu đâu có nổi, có thể đó là vỡ tim chết. Cứ mỗi lần mà quý ngài đi vô đó thì cổ phải đùm đùm đề đề ôm con rồi đi xuống đất, nó cực quá, nó khổ quá, cổ mới tức lên, cổ mới bực lên. Tại ông này, tại mấy ông này nè mà mình phải khổ sở vậy. Thì xin thưa bực bội đó ra nó lớn dần theo ngày tháng, giờ nó lớn dần theo ngày tháng,
À thì cái bực bội đó là sân tâm, xin thưa quý vị. À, sân tâm đó nó trở thành là gì? Ác ý. Ác ý đó đến một lúc nào đó nó phải được hiện bày ra, giống người xưa mình nói là tức nước mà nó phải vỡ bờ. À, nó phải được hiện bày ra. À thì đến cái lúc mà ông cấp cô độc ổng bị khánh kiệt đó, à thì lúc đó đó là tức nước và vỡ bờ rồi đó. Thì cổ mới đến, cổ mới kêu ông cấp cô độc đó ra là đừng có hộ độ, đừng có cúng dường cho Đức Phật, cho thánh chúng hiền tăng nữa, chịu khó làm ăn đi, thì sẽ giàu có trở lại. Đó, đối với một bậc thánh tu đầu quần ha, Phật là cha của mình, bậc Tư Đà Hàm đó là anh của mình, chị của mình, bậc A Na Hàm A La Hán là anh là chị của mình. À, bậc tu đầu quần đó là ngang hàng mình, có thể là em mình, chị anh chị của mình. Đó, giờ người ta tới người ta nói xấu, người ta kêu mình là đừng có giúp đỡ, đừng có thương, đừng có kính trọng, đừng có cung kính, đừng có hộ độ nữa đó. Đó là cha ruột của mình, là anh chị em ruột cực thân của mình đó. Bây giờ người khác tới nói vậy đó, rồi mình chịu không, xin thú gì, làm sao chịu được. Đó là đang nói xấu nè, nói chia nè, làm sao chịu nữa. À, thì xin thưa quý vị, đó đó là cái sân tâm, sân tâm mà sân ác đó, nó hiện bày ra bằng khẩu nghiệp đó. Đó thì tại sao đó là nói vậy à? Thì cổ nói vậy đó là để chi à? Để ông cấp cô độc đó là thôi, không có cúng dường đến Đức Phật, không có cúng dường đến thánh chúng hiền tăng đó, thì lúc đó cổ sẽ được an ổn, không có phải khổ cực là gì đó, đi lên rồi đi xuống, bồng bồng bé bé, nó cực khổ. Đó là cố tìm cái sự an ổn cho mình bằng cách là gì? Nói xấu, nói chia rẽ. Thì thử hỏi bà con chứ cô đó cổ có đạt được không? À, từ hai ba câu chuyện mà chúng tôi kể đó cho quý vị, thì quý vị có thể nhớ rồi biết các cái câu chuyện khác được ghi ở trong kinh sách, mình bắt chước theo để mình nhận ra được mà. Cái an lạc hạnh phúc mà mình tìm bằng cái phương pháp tà vậy đó, tức là dùng ý ác nghiệp, thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp để có được cái sự bình an, có được cái sự an ổn, được cái sự an lạc, có được cái sự hạnh phúc cho bản thân của mình đó, thì làm có được. Đời này không có mà đời sau sau cũng không thể có được. Và mình hiểu rộng ra nữa đó, thì không phải chỉ có thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp không đem lại cái sự bình an cho mình, mà thân bất thiện, khẩu bất thiện, ý bất thiện cũng không đem lại cái sự an lạc bình an cho mình được. Quý vị đã nhận ra chưa? Chúng tôi đang hướng dẫn giảng cho quý vị theo ý nghĩa đó là nghiệp bất thiện đó. À, nghiệp bất thiện để giải quyết mọi vấn đề nhằm làm thỏa mãn cái tôi của mình, nhằm thỏa mãn cái thị hiếu dục lạc của mình thì không thể có được, không thể đạt được. Giờ như giảng tới đây như cũng hết ý rồi đó, xin thưa quý vị. À, tại vì đó là đối với Phật vua chúng ta đó, như là những cái đức tính hay là đặc tính của bất thiện này đó, thì hình như còn nhiều á. Do đó chúng tôi nghĩ đó là ai cũng có thể nhận ra, cũng có thể thấy được, cũng có thể hiểu được. Thì khi mà bản thân của mỗi người chúng ta thấy ra, hiểu ra, nhận thức ra được rằng dùng thân khẩu ý nghiệp bất thiện để tìm an lạc thì không có được, giờ không có được cái sự an lạc. Từ cái chỗ đó đó, mỗi người chúng ta đã ráng cố gắng gìn giữ cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình sao đó, để đừng có cho thân nghiệp, khẩu nghiệp đó, nó hiện bày ra các cái pháp tính, đức tính xấu, đức tính bất thiện, đức tính ác. Để từ đó đó là gì?
mình không phải bị gánh các cái hậu quả do thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp đó mang lại. Đó thì ước mong tất cả chúng ta có thể thu thúc gìn giữ được thân nghiệp, khẩu nghiệp. Còn ý nghiệp đó, chúng tôi đã nói rất là nhiều lần rồi, nó hơi khó. Thành ra đó là mình từ từ mình thu thúc được thân nghiệp, ý nghiệp thì dần dần sẽ dẫn đến mình thu thúc được ý nghiệp. Ước mong qua cái bài kinh này cho chúng ta thấy được đó là để có được an lạc thì mình cần phải tìm cái phương pháp đúng đắn, chứ còn phương pháp tà vậy thì không thể mang lại cái sự an lạc cho chính mình. Và cái phương pháp mà dùng nghiệp bất thiện để có được cái sự an lạc là không thể có. Từ đó đó, mỗi người chúng ta từ bỏ đi thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Dần dần từ bỏ luôn được thân, khẩu, ý, nghiệp bất thiện. Thì lúc đó đó là chúng ta thật sự sẽ được an vui. Xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 131 tại đây. Bữa sau quý vị sẽ học câu kệ tiếp theo. Câu kệ tiếp theo sẽ trình bày về nghiệp thiện ở một vị giảng sư khác. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia điều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, mong quý vị được thanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Xin chia điều phần phước giảng pháp này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, những ai có thể tùy hỷ được xin hãy tùy hỷ để đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Và chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Ông tu sắp bấm mang lên ông rạc thanh tu sắp bề đề của ta sắp bà vượt đà nữ phá huê nê sa đà sa thi vô quân tu tê. Bằng qua tu sắp bấm mang lên ông rạc thanh tu sắp bề đề của ta sắp bà hàm mà nữ phá huê nê sa đà sa thi vô quân tu tê. Bao quát tôi sắp bấm mang ngài lăng ra khánh tôi sắp bề đề của tôi sắp được thăng hạ nếu hạ với nơi xa đà so thị và quanh trụ tê. Tất cả phương pháp có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thảnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quá của tâm tỉnh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn. Cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni tu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu bu chi ta sot thin ka ron te tha vi ha ra mang da le he ra cha ma cha na wa ka cha pit ka wo Saramika dana pati upasaka gamacha desani gamacha isara
Sappana puta sukhita pavantu.